Video này em dành cho tất cả các quý anh chị đang có tầm tài chính khoảng tầm hơn 400 triệu một tí và đang có nhu cầu mua một chiếc xe để phục vụ gia đình này và phục vụ kèm cả kinh doanh dịch vụ anh chị ạ. Dạ vâng, thì không đâu hết chính là chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2022 mới đi được có 8.000 cây số và là xe số sàn anh chị ạ. Vâng, thời điểm hiện nay thì thực ra để nói đến một chiếc xe số sàn thì chắc cũng không có gì mà xa lạ nữa cả. Và để mà nói là không còn thông dụng trên thị trường thì cũng không phải, vì thực tế là số sàn vẫn là một chiếc xe mà có cái cảm giác trải nghiệm lái cực kỳ hay, và quan trọng nhất nữa là số sàn cực kỳ khỏe và tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Vâng, thì nếu mà anh chị có nhu cầu quan tâm một chiếc xe để mà kèm kinh doanh dịch vụ này và về chạy cho gia đình thì anh chị có thể liên hệ với em nhé. Thì để em xin phép là báo giá chi tiết này và đi sâu hơn về chiếc xe này, thì trước mắt thì em sẽ nói về cái chất xe này đã. Tất nhiên là một chiếc xe Vios màu vàng cát này thì là từ những năm 2015-2016 đến tận bây giờ thì cái màu này vẫn là cái màu huyền thoại của Toyota Vios rồi. Và ngoài ra thì đối với chiếc xe mà mới đi có 8.000 cây vào sản xuất vào năm 2022 này thì là anh chị có gì nhỉ? Một chiếc xe với chất sơn zin lên tới 99%, nếu mà có 100% chắc em cũng phải nói ra. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là chiếc xe 8.000 cây số thì cái lốp xe này Bridgestone này, Ecopia, đúng rồi. Thật sự là cái gai này chắc là thôi em cho cả ngón tay em vào cũng được. Thật sự là một chiếc xe quá là mới anh chị ạ. Lốp này la răng mới tinh này, không có một vết xước luôn này. Vâng. Vios màu vàng cát này thì gần như là ở độ tuổi trung niên hay là độ tuổi trẻ, kể cả những độ tuổi mà quý anh chị mà ngoài 40-50 tuổi thì anh chị chọn thì vẫn là rất là phù hợp, vì cái màu này nhìn nó nhã nhặn, nó không phải là già mà cũng không phải là quá trẻ. Wow, một cái cốp phải nói là quá rộng, quá to, quá sâu. Cốp này em thấy nó phải rộng ngang ngửa với xe Mazda 3 anh chị ạ, cốp của Vios đấy, rộng thật, to thật. Bảo sao mà ngày xưa các cô các chú rất thích lựa chọn Vios cái thời điểm năm 2015-2016 ấy. Vios lúc nào cũng là top doanh số. Đến tận bây giờ thì chỉ nói là top nào thôi chứ không phải là cần top 1 nữa. Vẫn là top nhưng mà top nào thôi ạ. Vâng. Em mời anh chị đi tiếp mình vào cái phần nội thất của xe. Với một chiếc xe mà có cái cây số đi có 8.000 cây thì nó thật là thường ấy, số sàn thì anh chị hay quan tâm đến vô lăng củ số này. Rồi thì tablo tapli nó còn mới bóng nhẫy là anh chị biết ngay nó chạy được bao nhiêu đúng không ạ? Thì anh chị xem hộ em là cái Vios mà đây, cameraman quay hộ em gần tí xem cái vô lăng này. Cái vô lăng sần nó mới tinh như thế này, logo này. Còi này, ui dồi, vô lăng củ số còi này. Nhìn này, củ số này, củ số xe số sàn này. Mới tinh như thế này. Ui, hộp số rất là trơn tru, thật sự là quá mới chị ạ. Đây, những cái phần mà màn hình giải trí này, em để nổ cái xe nhá. Đây là chìa khóa của Vios số sàn bản E 1.5MT anh chị ạ. Đây, xe số sàn thì phải đạp côn. Ok. Thì anh chị thấy này, cái phần màn hình giải trí này, nhất là cái phần nhựa bóng này, nó chưa có một vết xước nào luôn này, vẫn bóng nhẫy luôn này. Điều hòa Toyota thì phải nói luôn là bút tận óc. Xe mới tinh nên là mọi thứ là phải nói là trơn tru. Đây, em mời camera quay hộ em cái phần odo của xe này. 8.760 km. Đây, 8.760 km. Ui, cái này còn chưa bóc luôn này, chủ xe quá giữ xe luôn. Mọi thứ trong này, cái phần nhựa này chưa xước tí nào luôn ạ. Gần như là mới tinh luôn ạ, không có gì để mà chê nữa rồi. Xe quá mới rồi ạ. Với một chiếc xe mà chất xe của Toyota như này thì nói thật luôn là anh chị mua về chỉ giúp em đó là phải đổ xăng và thay dầu giúp em nhé. Bắt buộc hai cái đấy là yếu tố tiên quyết để có thể di chuyển đến chiếc xe này giúp em, vì xe quá mới. Em mời anh chị đi tiếp giúp em sang tới cái phần cục máy của xe, động cơ của xe, trái tim của xe, nơi mà phải nói luôn là mọi cái sự vận động vận hành của xe trơn tru thì nó quyết định ở đây hết. Trông cái cây đỡ Nakamura lên nào. Chúng ta có gì ở đây nhỉ? Một động cơ 1.5 VVTi của Toyota quá là nổi tiếng rồi. Vâng, thì ở phân khúc sedan cỡ B này thì Toyota Vios luôn đem lại một cái khái niệm, đó là một chiếc xe bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, và nói thẳng tôi là không có gì để mà hỏng, vì bản chất là Toyota Vios thì quá đơn giản, không có quá nhiều option, nên là khách hàng lựa chọn thì cũng là khách hàng thích cái sự đơn giản đó của Toyota anh chị ạ. Vâng. Thôi thì đối với xe mà chạy có 8.000 km thì cũng không có quá gì mà nhiều thứ để mà chúng ta phải so sánh và bàn tán nữa. Quan trọng nhất vẫn là giá thôi ạ. Ở cái mức giá đang chào bán đó là 430 triệu. Còn thương lượng và hỗ trợ quý anh chị thêm, anh chị có thể so sánh với cả xe mới lăn bánh trong hãng, hoặc là kể cả mình tính cả phương án đó là xe mới chạy 8.000 cây thì mua về chúng ta sẽ được lợi gì với cái giá đó. Và ngoài ra BM còn hỗ trợ rất thêm về chi phí, về cả giá rất là nhiều.
Nên là mong quý anh chị mà chúng ta có nhu cầu thì anh chị liên hệ với em qua số điện thoại 0916 789 786. Em Tuấn Anh ở Auto 88 xin phép hỗ trợ anh chị mua bán xe này, thủ tục các thứ nhanh gọn, hỗ trợ tận tình, chu đáo và tận tâm nhất ạ. Vâng, em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay của em ạ.